Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một vụ tai nạn giao thông hy hữu đã xảy ra tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An khi phát hiện phía trước có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tài xế xe chở đá cho xe chạy lùi làm sập một phần nhà dân. Phản ánh của khán giả Hồ Văn Ngọc có số điện thoại 08473 số cuối 885. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thường xuyên bị các cơ sở kinh doanh công khai lấn chiếm làm nơi buôn bán, đậu đỗ xe gắn máy, ô tô, đe dọa an toàn người tham gia giao thông. Phản ánh của khán giả Ngọc Hòa có số điện thoại 0911 3 số cuối 322. Hàng chục hộ dân trong khu tái định cư không có điện thoại sử dụng trong nhiều năm nay. Chuyện thật như đùa này lại xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Phản ánh của khán giả Hoài Thu có số điện thoại 08343 số cuối 354. Hơn 90 hộ dân Phú Quốc, Kiên Giang buộc phải tháo dỡ nhà cửa, trả lại mặt bằng rạch Ông Trì để khắc phục tình trạng hễ mưa là ngập trên hòn đảo này. Phản ánh của khán giả Hoàng Minh Phú có số điện thoại 09743 số cuối 645. Tìm hiểu về cây sộp cổ thụ có tuổi đời lên đến gần 400 năm và có thể dự báo trước được những đợt mưa lớn qua chia sẻ của khán giả Vân Hằng có số điện thoại 0915 3 số cuối 623. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Phạm Xuân Thời có số điện thoại 0912 3 số cuối 258. Khán giả này cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách. Nguyên nhân là do xe máy đã chạy với tốc độ cao, người điều khiển không làm chủ được tay lái. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Dầu Giây. Vào thời điểm trên, xe 24 chỗ biển kiểm soát 51B24785 đang đi theo hướng Dầu Giây về thành phố Hồ Chí Minh thì quay đầu để quay lại Dầu Giây. Khi xe khách đã qua hết phần đường, đúng lúc này, chiếc xe mô tô phân khối lớn biển kiểm soát 59S2-36277 đang phóng với tốc độ cao lao tới. Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe mô tô phanh gấp, khiến chiếc xe ngã xuống mặt đường, trượt dài 30m, nằm gọn trong gầm sau xe khách. Bánh sau xe khách cán qua bánh của mô tô. May mắn, người điều khiển phương tiện bị văng ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng sau đó đã phải dùng phương tiện nâng xe khách lên mới có thể đưa được chiếc xe máy ra ngoài. Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 24 tháng 9 trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An khi một xe tải chở đá đang lưu thông thì phát hiện phía trước có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nên đã điều khiển xe lùi lại. Tuy nhiên do tài xế không quan sát phía sau nên đã làm sập một phần nhà của người dân bên đường. Clip được khán giả Hồ Văn Ngọc có số điện thoại 0847 3 số cuối 885 cung cấp đến chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khán giả Hồ Văn Ngọc cho biết, chiếc xe hổ vồ chở đá đang lưu thông theo hướng Quỳ Hợp đi huyện Quỳ Châu. Khi đến ngã ba lẽ thuộc xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, thì tài xế phát hiện phía trước có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nên cho xe lùi. Tuy nhiên, tài xế không quan sát phía sau, dẫn đến làn bánh xe bên trái đã làm sập những tấm bê tông mương nước. Xe lật, chán đá vào nhà và sập một phần nhà dân. May mắn, vào thời điểm đó không có người ở trong nhà. Tài xế cũng thoát chết trong gang tấc và rời khỏi hiện trường.
Còn tại Tiền Giang, tối ngày 24 tháng 9 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp điện. Hậu quả vụ tai nạn làm một cô gái trẻ nhập viện cấp cứu. Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 24 tháng 9, xe máy mang biển kiểm soát 63P130163 do anh Mai Quốc Vương sinh năm 2001, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, điều khiển đang đi qua đoạn địa bàn ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây của huyện Châu Thành. Cùng thời điểm này, xe đạp điện do một cô gái khoảng 17 tuổi điều khiển từ ven đường bất ngờ lao ra. Gặp tình huống bất ngờ, anh Vương không kịp xử lý nên đã va chạm vào xe đạp điện. Cú va chạm làm cả hai người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Riêng cô gái bất tỉnh sau tai nạn nên được anh Phương cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Quý vị, thời gian gần đây, nhiều đoạn trên quốc lộ 80 đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang đang xuống cấp và hư hỏng nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Theo phản ánh của khán giả Lê Bình có số điện thoại 09773 số cuối 223, thì vị trí xuống cấp nặng nề nhất là đoạn qua thành phố Hà Tiên và các huyện Phùng Tứ Giác, tỉnh Long Xuyên. Đoạn quốc lộ này dài khoảng 100 km, là tuyến đường huyết mạch vùng Tứ Giác Long Xuyên, từ thành phố Rạch Giá đến thành phố Hà Tiên và sang nước bạn Campuchia, đồng thời gắn kết hệ thống giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối Hà Tiên với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong khu vực miền Tây Nam Bộ. Mặt đường loang lổ, bong tróc đất đá, chi chít ổ gà, đọng nước khi trời mưa, nhất là những ổ gà đã biến thành ổ trâu, trở thành những cái bẫy hết sức nguy hiểm đối với xe hai bánh lưu thông trên đường. Lũng lỗ lũng hang rồi bà con đi tới lui rồi xe cộ rồi va chạm với nhau rồi nó té lên té xuống mấy ổ gà trời mưa này chạy té lên té xuống hoài mà không thấy ai sửa chứ rồi có, lâu lâu có lại sửa lần cái lại cái trộn ba cái nhựa non cái vô rồi cái đắp đó rồi cái bỏ trẻ em đi học lại rất là khó khăn rồi trời mưa thì là đường nước ứ động mà để tránh cho ứ động cho xe rất là nhiều. Còn nắng thì bụi bặm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân rất là nhiều. Ghi nhận thực tế trên quốc lộ 80 này, lượng phương tiện lưu thông khá dày, trong đó xe tải nặng, xe ben chở đầy đá mỗi lần đi qua những đoạn xuống cấp, hư hỏng càng làm cho mặt đường hư hại nghiêm trọng hơn do mất đi khả năng chịu tải. Ngoài ra, đang giai đoạn cao điểm của mùa mưa, nước đọng dễ làm hư hỏng mặt đường và xuống cấp nhanh hơn. Được biết là những vị trí này cũng đã nhiều lần được duy tu sửa chữa, tuy nhiên chỉ qua 1-2 trận mưa là đường lại đâu vào đấy. Nhiều xe trọng tải lớn khi đi qua bị sụp cổ xe gây hư hỏng phương tiện hoặc đe dọa an toàn người đi đường. Vì vậy, người dân các địa phương vùng Tứ Giác Long Xuyên như Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên và Giang Thành mong muốn là tuyến quốc lộ 80 này sớm được duy tu, sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo giao thông an toàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch. Xin được chuyển sang thông tin tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định, thì nhiều hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, quán, cà phê cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm bãi đậu xe, gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nội thành thành phố. Khán giả Ngọc Vân có số điện thoại 09113 số cuối 322 cho rằng, nguyên nhân khiến hiện tượng này kéo dài nhiều năm là do có việc các ngành chức năng và chính quyền địa phương không sát sao. Theo quan sát từ khoảng 17 giờ, hầu hết vỉa hè của nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn thường xuyên bị các cơ sở kinh doanh công khai lấn chiếm làm nơi buôn bán, đậu đỗ xe gắn máy, ô tô như nhà hàng tiệc cưới Trầu Cau và khách sạn Eden, nhà hàng tiệc cưới Quy Nhơn Plaza, khu vực khách sạn Hoàng Yến trên đường An Dương Vương, quán cà phê Búc Cà Phê. Các nhân viên bảo vệ của nhà hàng đứng giữa lòng đường để đón khách và hướng dẫn khách dựng xe gắn máy trên vỉa hè, lòng đường. Còn ô tô cũng được hướng dẫn đậu đỗ thoải mái, nối đuôi nhau, nhiều khi dài gần cả 100 mét. Sự việc này kéo dài đã nhiều năm không những vi phạm quy định pháp luật mà còn gây ách tắc giao thông cục bộ, nhất là vào những giờ tan trường. Tuy nhiên, không hiểu tại sao ngành chức năng để tồn tại những điểm giữ xe lâu như vậy mà không xử lý.
Sinh sống ở khu vực trung tâm của thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước, nhưng từ nhiều năm qua, hàng chục hộ dân trong khu tái định cư thuộc khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú vẫn chưa được đầu tư hệ thống đường dây điện hạ thế. Theo chia sẻ của khán giả Hoài Thu có số điện thoại 08343 số cuối 354, để phục vụ sinh hoạt, họ buộc phải tự kéo đường dây bất chấp những nguy cơ mất an toàn về điện, cũng như là phải chi trả mức giá điện cao gấp nhiều lần do hao hụt điện năng. Trả tiền điện với mức giá cao, hao phí điện năng lớn, nhưng những người sống trong khu trọ này, như bà Đạm, cũng không thể có được nguồn điện ổn định. Đi ra không ấy thì còn lên được, xong là yếu. Nhìn TV. Nhiều hôm, có cái đường thoát nước thì lại đi. Đi ra thì có ai nha. Đáng nhẽ sức có 10 số nhưng chúng tôi phải tăng lên mười mấy số tại hao tổn đường dây. Trước ở dãy phòng trọ nhà tôi đây là tôi cứ đi ghi vào mà về sau chia ra mỗi người 3.000 một số mà vẫn còn thiếu mấy trăm nghìn. Cứ buổi tối với cả ấy mà. Bà Đạm cho biết thêm, buổi trưa thì còn có thể xem được TV. Còn vào những giờ cao điểm chiều tối, khi người thuê trọ đều đi làm về, thì ngay cả việc nấu chín một nồi cơm cũng trở nên khó khăn vì điện yếu. Tất cả đều bắt nguồn từ việc khu vực này chưa có hệ thống đường điện hạ thế. Không có điện và phải kéo nhờ đường dây là tình cảnh mà hàng chục hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư thuộc tổ 2, khu phố Phú Mỹ, thành phố Đồng Xoài phải chung sống trong hơn chục năm qua. May thì được kéo đường dây ở khoảng cách gần, còn không may, họ sẽ phải kéo đường dây lên đến vài trăm mét. Đồng nghĩa với việc không có đủ nguồn điện và hao phí điện năng lớn hơn. Thế nên, dù nằm trên con đường đẹp và ở khu vực trung tâm thành phố Đồng Xoài, việc xây dựng các thiết chế nhà cửa ở khu tái định cư này vẫn chưa thể phát triển như dự định. Theo lý giải của ngành điện, việc không lắp đặt đường dây ở khu vực này là do đơn vị chủ đầu tư sau khi bán đất cho người dân đã không thực hiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Do đó, ngành điện buộc phải cô lập, không cho các hộ dân tự ý đấu nối vào công tơ chính, dẫn đến tình trạng người dân tự câu kéo đường dây để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Theo chia sẻ, thì sống ở khu tái định cư lại ngay giữa thành phố không có điện là một thiệt thòi vô cùng lớn với các hộ dân tại đây. Nhu cầu chính đáng của người dân đang rất cần có sự chung tay vào cuộc của ngành chức năng để sớm có giải pháp giải quyết tình trạng trên, không để họ phải chờ đợi điện lâu hơn nữa. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thời gian gần đây, thì đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang liên tục bị ngập sau những cơn mưa lớn, đặc biệt là khu phố 3-4 của thị trấn Dương Đông. Nguyên nhân được cho là do tình trạng lấn chiếm lòng kênh rạch Ông Trì. Hiện thì Ủy ban Nhân dân thị trấn Dương Đông đã vận động nhiều hộ dân lấn chiếm khu vực này phải trả lại mặt bằng cho rạch nhằm khai thông dòng chảy tránh ngập lũ trong mùa mưa. Nội dung được phản ánh do khán giả Hoàng Minh Phú có số điện thoại 09743 số cuối 645 gửi tới chương trình cùng với đoạn video clip sau đây. Thôi đừng có nói nữa, không cắt chân ngoài, bây giờ người ta lấy cái lòng vạch lại đó, ta đo cái tọa độ là ta nắm, ta lấy hả, chứ không cắt chân ngoài chứ, hiểu không? Theo đó, trong số 91 hộ dân ở khu phố 3 và 4, đã và đang lấn chiếm lòng rạch Ông Trì. Đến nay, chính quyền địa phương và các cấp liên quan đã vận động được 58 hộ dân tự nguyện tháo dỡ. Số còn lại thì không có ở địa phương hoặc đi biển. Trong ngày 24 tháng 9, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ. Một số hộ được chính quyền hỗ trợ để tháo dỡ, nhanh chóng trả lại con rạch để thoát nước. Thì nhà nó không có cắt rồi thì nó không có ngập, mà chỉ có mấy năm nay nó chiếm ngập quá, thử ra là nước cứ ngập hoài luôn. Năm nào là tới mùa nam, đó là năm nào tới mùa nam rồi, thử giờ có chủ trương nhà nước thì có ngập.
một cái thứ nhất á là cho nó thoát nước, chắc tình trạng là bà con ngập đó, là một cái thứ hai nữa con đường nó không không gọi nó là nước đồng thao mà nó ứ lại mà nó đậm được, mình thử ra nước nó thoát là nhà làm nó nhà tối là đây thì khoảng 3 năm nay ngập luôn, còn mà từ đó tới trước cũng ngập mà nó ít ngập còn nào. Thôi giờ có chủ trương như vậy là quá trời mừng luôn. Cái gì trong đến ngày hôm nay là hưởng ứng liền, không có tự chối. Trước đó thì đầu tháng 8 vào giữa tháng 9 trên địa bàn huyện Phú Quốc đã diễn ra tình trạng mưa lớn khiến một số nơi bị ngập, trong đó khu phố 3 và khu phố 4 thị trấn Dương Đông bị ngập rất nặng, kéo dài nhiều ngày gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sinh sống của người dân. Đối với những người dân sống ven biển thì rừng phi lao có sức sống quật cường, được mệnh danh là lá chắn thép, chống bão, chống cát bay, góp phần chống hoang mạc, sa mạc hóa. Nhờ những tính năng đó, bao đời nay, người dân ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh luôn nâng niu gìn giữ. Thế nhưng theo phản ánh của khán giả Trường An có số điện thoại 0979 3 số cuối 876, thì do thiên tai bão lũ, những cánh rừng phi lao ven biển ở thôn Bản Hải, xã Kỳ Ninh gần như là bị xóa sổ, đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân vùng ven biển này. Ghi nhận tại rừng phi lao ven biển ở thôn Bản Hải, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn còn dấu vết gốc rễ của hàng trăm cây phi lao bị gãy đổ do bão quật và sóng đánh. Trước đây, những cánh rừng phi lao dày và đẹp, có chỗ ước chừng rộng đến 200 mét và kéo dài ra sát bờ biển hiện nay. Sau nhiều trận mưa bão lớn cùng với chiều cường, rừng bị tàn phá nặng, nhiều đoạn hư hại, bị biển lấn đến 20 mét chiều rộng. Được biết, khu rừng cây phi lao phòng hộ ven biển ở thôn Bản Hải, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh được trồng cách đây hơn 30 năm, có ý nghĩa cực kỳ to lớn trong phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, giúp chắn sóng, ngăn nước biển xâm nhập mặn, ngăn gió bão, ngăn xói mòn đất đai, bảo vệ cuộc sống cho hàng trăm hộ dân nơi đây. Trước thực trạng trên, để cứu vãn rừng phi lao, người dân ở thôn Bản Hải, xã Kỳ Ninh đã ươm giống trồng phi lao, nhưng cây không sống hoặc không phát triển được. Một phần là do điều kiện khắc nghiệt và một phần khác là kỹ thuật trồng chăm sóc của người dân còn thấp. Chính vì vậy, khán giả Trường An cho rằng chính quyền địa phương cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ rừng phòng hộ và tham gia trồng, giữ rừng, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ cây giống cho người dân trồng lại rừng phi lao ven biển này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại tổ dân phố 2, làng Tân Mỹ, thị trấn Vạn Xã, huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa, có một cây sộp cổ thụ gần 400 năm tuổi, đến nay vẫn được người dân địa phương chăm sóc gìn giữ như một báu vật của địa phương. Theo chia sẻ của khán giả Vân Hằng có số điện thoại 0915 3 số cuối 623, thì đây là cây sộp duy nhất tại tỉnh Khánh Hòa có tuổi đời rất cao mà phát triển nhánh đều. Những bậc cao niên trong làng cho biết, cây sộp này có tuổi đời rất cao, ước gần 400 năm tuổi. Tuy nhiên, điều thú vị của cây sộp không chỉ ở tuổi tác mà còn ở khả năng vô cùng đặc biệt của nó. Sở hữu bộ rễ chùm rộng hàng chục người ôm, cao khoảng 30 mét, cho đường kính bóng mát khoảng 20 mét. Cây sộp đình Tân Mỹ là cây sộp duy nhất tại tỉnh Khánh Hòa có tuổi đời tính đến được hàng trăm năm mà vẫn phát triển nhánh đều. Điểm đặc biệt của cây sộp này là mỗi năm khi thay lá, cây chỉ thay trong một ngày là hoàn tất. Và đặc biệt hơn nữa, cây còn dự báo chính xác trời mưa trước 3 ngày bằng cách đâm các chuỗi non. Vì vậy, mỗi khi cây thay đổi, là người dân nơi đây lại biết thời tiết sắp có biến động. Được biết, vào năm 1945, để giữ gìn cây sộp quý giá này, địa phương đã xây một khuôn viên nhằm bao bọc thân và rễ cây. Vì vậy, nhiều năm thăng trầm với biết bao trận bão lớn, đến nay cây vẫn rất sum suê dù có nhiều nhánh lớn đã bị gãy. Cho đến nay, chưa có ai lý giải được khả năng dự báo trời mưa của cây, nhưng người dân đều khẳng định khả năng dự báo thời tiết từ cây sụp già này khá là chính xác. Cũng nhờ dấu hiệu này, trong thời gian qua, tàu thuyền của nhiều ngư dân đã không ra khơi vào thời điểm có mưa lớn, từ đó tránh được những rủi ro đáng tiếc. Cây sụp già bởi thế ngày càng được người dân địa phương tuân thờ. Cây sộp ra hoa vào tháng 2, tháng 3 âm lịch, sau đó là cho quả. Những quả sộp nhỏ khi còn non có màu trắng, đến giai đoạn chín chuyển sang màu đỏ hồng. Trải qua nhiều thế hệ, cây sộp được người dân trong vùng giữ gìn, bảo vệ rất cẩn thận, không chỉ bởi tính thiêng liêng mà nó còn là nơi người dân trong làng cùng tụ họp, tổ chức trò chơi dân gian hay là sinh hoạt văn hóa cộng đồng vào mỗi dịp lễ Tết. Tuy nhiên, hiện nay khuôn viên bao bọc cây đang ngày càng bị xuống cấp và hư hỏng. Vì vậy, chị Hằng kiến nghị địa phương cần có những biện pháp duy tu, đồng thời cũng có thể quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn nữa địa chỉ này như một điểm tham quan du lịch độc đáo tại Khánh Hòa cho du khách gần xa.
Trong phần thời lượng cuối của chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách. Nguyên nhân là do xe máy đã chạy với tốc độ cao, người điều khiển phương tiện không làm chủ được tay lái. Lực lượng chức năng sau đó đã phải dùng phương tiện nâng xe khách lên mới đưa được xe máy ra ngoài. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân Thời có số điện thoại 0912 3 số cuối 258. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An khi phát hiện phía trước có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tài xế xe chở đá cho xe lùi lại. Tuy nhiên, do không quan sát nên làn bánh xe bên trái đã làm sập các tấm bê tông của mương thoát nước khiến xe bị lật. Đá trên xe tràn vào làm sập một phần nhà dân bên đường. May mắn không có thiệt hại về người. Phản ánh của khán giả Hồ Văn Ngọc có số điện thoại 0847 3 số cuối 885. Thời gian gần đây, nhiều đoạn trên quốc lộ 80 đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang đang xuống cấp, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Vị trí xuống cấp nặng nề nhất là thành phố Hà Tiên và các huyện vùng Tứ Giác Long Xuyên. Đề nghị cơ quan có trách nhiệm sớm cho tu sửa, đảm bảo giao thông an toàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch. Phản ánh của khán giả Lê Bình có số điện thoại 0977 3 số cuối 223. Hiện nay, tại thành phố Quy Nhơn, nhiều hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán cà phê cố tình lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm bãi đậu xe, gây mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nội thành thành phố. Được biết, địa phương cũng đã nhiều lần phối hợp với ngành chức năng, tổ chức ra quân, lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, cách giải quyết chưa thật sự quyết liệt, nên những sai phạm nêu trên vẫn còn tồn tại. Phản ánh của khán giả Ngọc Vân có số điện thoại 0911 3 số cuối 322. Sinh sống ở khu vực trung tâm của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nhưng từ nhiều năm qua, hàng chục hộ dân trong khu tái định cư thuộc khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú vẫn chưa được đầu tư hệ thống dây điện hạ thế. Theo chia sẻ của khán giả Hoài Thu có số điện thoại 0834 3 số cuối 354, để phục vụ sinh hoạt, họ buộc phải tự kéo đường dây bất chấp những nguy cơ mất an toàn về điện, cũng như phải chi trả mức giá điện cao gấp nhiều lần do hao hụt điện năng. Sau nhiều trận bão lớn cùng với chiều cường, rừng bị tàn phá nặng, nhiều đoạn hư hại. Khu rừng cây phi lao phòng hộ ven biển ở thôn Bàn Hải, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã bị biển lấn đến 20 mét chiều rộng. Mặc dù người dân địa phương đã ươm giống, trồng phi lao, nhưng cây không sống hoặc không phát triển được. Phản ánh của khán giả Trường An, số điện thoại 0979 3 số cuối 876. Tại tổ dân phố 2, thị trấn Vạn Dã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, có một cây sộp cổ thụ gần 400 năm tuổi, có khả năng dự báo trời mưa. Đến nay, vẫn được người dân chăm sóc, gìn giữ như một báu vật của địa phương. Hiện người dân nơi đây rất mong chính quyền sớm có phương án bảo quản cây cổ thụ, đồng thời có thể quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn nữa địa chỉ này, như một địa điểm tham quan du lịch độc đáo tại Khánh Hòa cho du khách gần xa. Phản ánh của khán giả Vân Hằng có số điện thoại 0915 3 số cuối 623. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.